Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Rồi, lời đầu tiên em cũng xin chúc cô chú anh chị em trên mọi miền Tổ quốc được thật là nhiều sức khỏe. Kế tiếp đó thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng kêu em lựa máy. Đó, hết trơn đóng máy rồi ha. Chuyện qua về một đống trong nhà này nhóc. Bữa nay còn có mấy cái le que nè. Cũng cảm ơn rất là nhiều tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc mình ha. Đó. Thì bữa nay thấy cái gì lạ lạ không cô chú anh chị? Mitsubishi mới luôn ha. Đó, hàng mới là em bán siêu rẻ luôn đó. Nói chung là giá là phải nói là rẻ mà tới là nói là rẻ thúi luôn đó cô chú anh chị. Nhưng mà rẻ thì nó có giá của rẻ nha. Để một chút em giới thiệu cho cô chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị nói alo Kiệt ơi, lựa máy là nhận con. Alo Kiệt ơi, lựa máy là nhận con. Thì em cũng cảm ơn tất cả các anh em ha. Rồi, thì em vô bắn máy luôn nha. Cứ alo Kiệt ơi, lượn cái máy là có chốt à. Đó, thì bên đây em tính dài qua đi. Nè. Rồi, bữa nay chuyển qua là lô gì tính? Chuyển qua lô ca hả? À. Bữa nay lên lô quy đi. Quy. Đây. Thì đây là một con máy là Komatsu Genos nha. Hãng này là hãng dữ nha. Nó đóng có mát in da băng đây luôn nè. Nó đóng chữ mát in da băng luôn ha. Này là 100% là máy mới. Chưa xăng nhất được. Đó. Là trước đây em có đem mấy con máy này hồi mấy tháng trước á. Ủa, tháng mấy trước chứ? Tháng mấy trước là em có đem máy này về bán. Nhưng mà thấy mình bán hàng Nhật Bản, rồi thấy bán này trộn vô thấy kỳ quá, nên em không, em đem về là em cất trong kho luôn, em không bán luôn đó. Nhưng mà thấy để hoài thì nó cũng phí ha. Thì bữa nay em đem ra em bán lấy nửa vốn à. Đó. Mua là cái giá thì em không nói, nhưng mà bữa nay em bán thật sự là em bán cái này có 700.000 à. Em bao ship tới nhà luôn. Một đầu hả? Một đầu vậy là 700.000 nè cô chú anh chị. Nó gắn vô đầu bịch suốt xịt thuốc hay là bình xịt về nhà có ai cần là về gắn vô. Hàng này là hàng bao mới luôn nha. Chưa sao nhé, chưa chạy luôn. Người ta nói là hàng Đài Loan hay gì đó. Rồi khi mua thì người ta nói Đài Loan hay gì đó, chắc em nghĩ máy này là máy Trung Quốc quá. Chứ nó giá đó là em lấy rẻ lắm. Em bán lỗ lại đó. Nói chung là em lấy gần 1 triệu đó, 800 mấy, 900 gì đó, rồi tiền ship, tiền này kia về cũng 900 mấy đó. Nhưng mà bữa nay em bán có 700 à, em bao ship luôn. Tại vì em bán để sổ ra đặng lấy vốn về, là không chơi hàng này nữa. Em chỉ chơi hàng chính hãng của em là hàng Nhật Bản thôi. Đó, rồi. Ba con máy đầu tiên là nó như nhau. Đây, em quay giùm anh Tích. Em có ba con máy này ha. Cô chú anh chị nào ủng hộ giùm em nha. Là có tum gời luôn mà có bố ghim nó luôn nè. Hàng mới toàn bộ ha. Chưa đổ xăng đổ nhớt luôn nên em không có test. Đó, có 700.000 bao ship tới nhà nè. Nhà cô chú anh chị nào mà có bình xịt thì mua mấy này về, hay là có cần cắt cỏ rồi mua mấy này về là nó gì chứ không biết, nó chắc cái độ bền nó cũng giữ 2 tấn. Xài trung bình nếu xài nhiều là tầm 5 năm ngoài rồi bình thường. Rồi quy. Lô quy. Quy 1. Lô quy 1 700. Quy 1 gồm 3 cái luôn đi. Thôi em bán 690 thôi. Đó. 690. Rồi Q2 609. Nó y hệt nhau à. Tại em để cái mã vậy đó. 609 luôn. Q3 cũng 609 luôn. Q3 viết chấm chấm ra cho. Q3 609 luôn. Rồi, nói chung là ba cái đầu này cái là 609. Bao ship tới nhà luôn. Còn rồi. Kế tiếp là Mitsubishi. Đó, con này nó thật sự em khi em lấy là giá nó tới 2 triệu mấy lên. Nhưng mà bữa nay em bán lỗ lại luôn, lỗ để cho nó đi cho rồi. Con này bữa nay em bán 1,6 triệu luôn.
À, bữa nay cái lô này là tính lô quy ha, là quy quy 4. Triệu 6 luôn. Đó. Con này là nồng nhiêu tích anh cũng không biết luôn. Tiền là 33 này nồng nghe nó 40 ly à. Con này là 40 ly. Nè, nồng 40 ly, con này là siêu phát cước nè. Con này là nó phải nói là cực kỳ mạnh luôn nè. Con này phải nói là nó chạy nghe cái tiếng hầm hú lắm. Nó gầm hú nghe thấy ghê lắm. Nó đổ như chiếc xì bo vậy. Đó, con này cũng chưa đổ xăng luôn. Nói chung là thằng mới. Đâu giật thử nè, nó để là chữ của Thái Lan vậy không là tính. Nhưng không biết hàng gì nữa. Tại em mua có 2 triệu mấy à. Bữa nay bán lại có 1 triệu 6 thôi. Đâu giật thử nặng không? Ngắt à. Trời ơi, cái hơi nó giữ cái hơi lắm tính ơi. 40 ly mà. Nồng 40 ly cái hơi dữ lắm ha. Cái lỗ bô nó cỡ này nè. Nè cái lỗ bô nó bằng ngón tay luôn nè. Đó, rồi tiếp tục em bán cái hàng bãi của em ha. Đó, cái này mấy hàng chính hãng của em nè. Hàng Nhật chánh tông nha. Thì nó cũ cũ chứ cái chất cũ của nó là rất là ok. Rồi. À, con Q5. Có mã Q5 là 20cc, nồng 30 ly. Đó, con này là ế kinh niên nè. Ế chảy nước nữa nè. Lô trước để em giới thiệu cho quý vị nghe nè. Nè. À, con lúc trước là con F7 nè, giá 1 triệu rưỡi. Tới con K. K hôm qua mình K gì đây? À, không, lên K là 1 triệu 4. X5 chuyện qua cũng có lên con này nè. X5 có 1 triệu 3 mà vẫn không ai mua. Máy thì nó chắc máy còn ok, còn ghim nguyên con mà hàng của Nhật luôn. Mắt in da băng đàng hoàng. Bữa nay bán 1 triệu 2 luôn. Giết rẻ hơn con Trung Quốc. Rẻ hơn máy Trung Quốc luôn đó. Rồi, Trung Quốc vậy. Ế chạy nước, con Quy. Quy 5. Quy 5. Giá 1 triệu 2. Bán 1 triệu 1 luôn tới đây. Chơi không? Chơi luôn. Chịu mốt luôn cho đi. Để chịu hoài ế chảy nước luôn. Con Trung Quốc giờ xương xương gáp cũng 1,5 triệu hả? Bán chịu mốt luôn, chơi luôn. Chịu rồi. 6 tiền theo. Ê quên giật nữa tính đây. Con đó qua mình tết rồi mà. Ờ qua tết rồi, khỏi đi. Qua cô chú anh chị nào có coi con đó rồi. Cái tiếng nó thôi sẵn là giật luôn tính đây. Đó. Nói chung là nó rất là êm nè. Tiếng nó rất là giòn luôn. Đó, cực kỳ giòn ha. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi, không còn xăng. Rồi, hết xăng luôn. Tết ghét rồi, nó không còn xăng luôn mà vẫn còn ế. Con này đề. Rồi con này em cũng nói luôn. Con này hôm qua có anh kia anh chốt. Mới vừa lên cỡ khoảng nửa tiếng sau là anh nói anh chốt rồi. Cái anh chốt xong anh nói Kiệt ơi cho anh hồi lại đi. Không phải nửa tiếng sau rồi tới sáng lại anh mới nói. Em chuẩn bị đóng hàng này anh mới nói là Kiệt ơi cho anh hồi lại đi. Nhà có một chuyện không có nhận được. Kẹt tiền hay sao đó. Thì em cũng cảm ơn anh luôn. Tại vì anh bơm tại nhà vậy là em chịu. Chứ khi mà tới nơi bơm cái tiền ship, tiền này kia nọ vận chuyển đồ nặng dữ lắm. Rồi em cũng cảm ơn anh luôn, bữa nay em đăng lại luôn. Chuyện qua là con ký hiệu là K6 2 triệu 2 á. Con có đề hôm qua đó quý vị ơi. Bữa nay là lên là Quy này là Q6. Chuyện qua 2 triệu 2, bữa nay là giảm còn 2 triệu 1. Đó, mỗi con mà bị ế lại là em giảm ha. Em giảm giá 100 ngàn luôn. Rồi con có đề này là Q6 2 triệu 1 nha cô chú anh chị. Rồi đề thì nó rất là nhạy nè. Nè. Chỉ là chạy thôi không có thể làm gì cho nó. Rất là lên nha. Nghe tiếng rất là lên nha. Rồi tắt nha, công tắt đây. Con này là của hãng Tanaka nè. Rồi hãng Tanaka. Đó.
Tanaka hàng đây, hàng chữ Nhật không à, không biết đường đọc. Nội địa Nhật. Dạ. Rồi con này là hàng Nhật bái. Rồi hàng Nhật chính tông của Nhật nha anh em. Cái cũ cũ vậy đó, chứ nội địa Nhật. Con đó còn 90% đó. Rồi tiếp. Kế tiếp là con Echo. Con Echo hôm qua là mã X2 ngày hôm qua nè. Cũng là giá 1.3 triệu. Đó, bữa nay em giảm còn 1.2 triệu luôn, giảm giết rồi lỗ sạch máu luôn. Này ế ba con. Bữa nay ế ba con em giảm giá ba con nha. Con nào ế là em giảm giá hết. Tại vì bán cho hết nè, bữa nay hết hàng luôn rồi. Quy ngày mai mới về nữa nghe cô chú anh chị. Quy 7 giá 1.2 triệu luôn. Rồi máy chất máy cũng còn ok. Đây giật nổ lên cho những anh chị nào mới vô sao. Còn là chất máy cũng còn ok. Ok. Rồi công tắc trên tay cầm nè. À, công tắc trên này đó. Nói chung là máy là máy ghim nguyên con em. Cái này là em bán ế em giảm giá nghe. Con này là lô ế hôm qua em giảm giá, chứ không phải là máy mà hư cái gì mà em giảm giá đâu nghe. Nói chung là ế giảm giá nó Q7 giá 1.2 triệu. Ai có xem kênh thường thường thì sẽ biết mà. À, anh em có xem kênh thường thường là biết liền à. Rồi tiếp tục con này không phải con ế nha, con này con hàng mới về luôn ngày hôm qua, là bữa nay là còn nhiêu đây đó. Rồi tiếp tục tới con Maguyama 20cc nồng 30 ly. Đây chất máy quay cho gõ ha. Nói chung là chất máy thì nó cũng có hơi đóng hòm. Bình xăng này là bình xăng em thay rồi ha. Bữa nay bán giá rẻ cho đi luôn. Bình xăng này thay mới nhưng mà vẫn bình hãng của nó nha. Nói chung là máy có làm sao là em nói y hệt như vậy nha. Bình xăng là thay rồi. Đó. Bữa nay bán giá rẻ luôn. Thường ngày là con này là giá 1.5 triệu đó, bữa nay giá mềm luôn. Lòng bạc có tông zin, bình xăng zin. Vamro. Ở bình xăng Vamro nè. Nó có vụt con Giga để em gắn vô cái. Thôi để đại vậy đi. Ngày mai có gì thợ test. Tiếng nổ rất là giòn nè. Đó. Rồi em tắt máy luôn. Rồi con này là ký hiệu nó là Q8. Q8. Giá con này em để 1.3 triệu luôn. Thường là ngày là bán 1.5 triệu đó, bữa nay bán 1.3 triệu luôn, cho em nó đi luôn. Đi hết lô này cái còn có 3-4 cây đó là 3-4 cây lỗi nha. 3-4 cây em dựng trong nhà đó. Rồi tiếp tục là Q9. Q9 chụp giật này trợ lực không ta? Trợ lực nha quý vị ơi. Chụp giật này trợ lực ha. 23cc nồng 32 ly. Đó. Chất máy ở trong thì còn khoảng 90% nha. Đây, máy này đẹp nha quý vị ơi. Đó, máy còn đẹp ha. Chung là bữa nay là bán cho hết hàng, cỡ nào cũng cho hết hàng để ngày mai nhập cái mới về. Em nói không với thằng Tồn nha. Cỡ nào bán lỗ cũng bán nữa để cho hàng mới về quý vị ơi. Rồi bóp vú
Nãy giờ quên bóp vú trời. Bóp vú nè. Lên ra. Đó, bóp vú lên ra, đóng nghe. Rồi em cũng test nổ cho mình xem luôn em. Đó, rất là ok. Tiếng máy rất là chắc luôn. Rất là ok. Nổ như si bo. Đó, rồi tắt ha. Rồi, con này là ký hiệu là Q9. Q9 là thường ngày là em bán 1.8 triệu, bữa nay em bán 1.6 triệu luôn, bán cho đi luôn. Q9. Giảm mạnh luôn nghe anh em ơi. Nói chung là hàng mới về thì em không có giảm, còn về, còn mà cái này không phải là hàng tồn. Cái này là tại hôm qua em về, bữa nay em bán. À, thấy còn có mấy cái thôi em bán rẻ cho hết luôn, ngày mai em về đó. Cái giá này là giá em là lỗ đó, tại em còn bao ship rồi em tặng đủ đồ nữa. Giá này là em bán lô này là lỗ hết trơn luôn đó. Tiếp tục là đến từ thương hiệu Magu Yangma. 23cc nồng 32 ly. Nói chung là dòng từ 32 ly trở lên là bác phát siêu mạnh rồi đó ha. Nhà là có chừng chục 20 con đất là chơi bình thường. Đó. Máy em quay cho quý vị xem nè. Đó, quay cho quý vị coi kỹ ha. Đó, em nhìn cái chất máy mà nó hơi đóng đóng bụi, đóng hòm nè. Đó, nói chung là đóng mà hơi thấy hơi cũ cũ là em bán lỗ lại luôn à. Nói chung là mấy con này là em bán lỗ hết trơn toàn bộ á. Nên anh em mà không chê máy cũ, tại vì máy là máy em bao ghim bao im nghe. Máy mà anh em mà không chê máy cũ á, nó nhìn thấy nó hơi cũ cũ, hơi đóng hòm ngoài nè, còn chất máy thì em bao. Đó. Anh em không chê cũ cũ thì chốt mấy con này là nó rẻ nè. Rồi bóp vú. Đóng nghe. Lên ra. Ok ha, nói ra đều gan ha. Ừ. Mấy con này là ok. Mấy con này mà anh em không chê mà nó hơi nhìn nó hơi bạc bạc nè. Hơi ga ten chút xíu nè. Bình xăng chế bơm gồ siêu tiết kiệm xăng luôn. Nhưng mà con này em bán rẻ luôn ha. Thường ngày bán 1.8 triệu, bữa nay bán 1.5 triệu luôn. Giảm mạnh luôn cho anh em. Cho anh chép, anh em chốt hết luôn á. Q10. Giá 1.5 triệu luôn. Đó, bao ship toàn quốc mà giá 1.5 triệu tặng 5 món luôn, đủ đồ luôn ha. Nói chung là cây nào em cũng tặng 5 món nha. Rồi, tiếp đến đó là con máy này là em cũng không biết con máy hiệu gì luôn nè. Nhìn một cái nó đang mung luôn nè. Không biết máy hiệu gì luôn. Đó, đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Nó để chữ Nhật không không biết luôn quý vị ơi. Con này nhìn giống như Tanaka. Nhìn giống nó như là Tanaka vậy đó. Giống giống vậy đó. Yeah. Nó 24cc nồng 33 ly ha. Con này là phát cước mạnh rồi nè ha. Anh em nào nhà có phát cước là mua con này được nè. Nhưng mà hôm nay là em để rẻ luôn. Cái cần này nó sơn, nước sơn đen hay là cái nó mạ cái gì tính, nhìn thấy nó đen thui vậy tính. Tĩnh điện. Sơn tĩnh điện ha. Ừ. Cái cần này chắc như vậy, nó chắc dữ lắm trời. Nó mặn nặng nặng nè. Chắc máy sao mà nó đang thui thù lùi luôn nè anh em. Cần nó dày hơn cần kia một chút. Quay rõ hết trơn ha. Ốc đen. Đó, em cũng giật máy luôn. Con này thì thao tác cái vú nó nằm ở trước ngực.
Vú rậm đây nè đó, nó lạ hơn ta, người ta cái vú ta thọc ở dưới anh này, cái vú anh nằm kỳ cục nè. Rồi lên ga đóng e đó, nghe cái ẹn viên cái bắt đầu mình bẻ cái e xuống. Trời ơi nó mạnh anh em ơi, nó quậy muốn banh cái nhà luôn. Quá trời cái tiếng nó mạnh nè. Con này lực lắm anh em ơi, nghe cái tiếng lực lắm, lực luôn. Con này là phát nước phải nói là như đạn luôn nè. Nghe anh em nghe cái tiếng tỉ nè, nghe cái tiếng nó gầm lên nè. Đó, cái anh Ti thì dĩ nhừ ha. Nghe cái tiếng nó gầm hú thì ghê anh em ơi. Rồi con này thì ký hiệu của nó là Q11. Q11. Rồi con này em để giá 2 triệu thôi. Ủa? Lộn, 1 triệu 8. Thường ngày là nó 2 triệu nhưng mà bữa nay giảm giá còn 1 triệu 8. Bữa nay là ngày giảm giá mà em lộn, em tính theo cái giá cũ của nó luôn. Vẫn là 1 triệu 8 ha. Rồi tiếp tục là con máy đến từ thương hiệu của xứ sở anh Đào, mùa qua anh Đào Nhật Bản. Nó chắc máy trong này tính, nhìn thấy nè, sáng gực luôn ha anh em. Maru. Nó là chắc máy, nó là của Maru Yanma đó anh em. Dòng máy này là em bán nhiều lắm mà không ai mà phản ảnh gì hết nè. Đó, bình xăng chế vam gồn ở 24cc, nòng 33 ly. Con này cũng phát cước ok ha. Đây đó, quay gõ cho anh em xem từng chi tiết nha. Tới nào mà không gõ thì nhớ kết bạn Zalo với em quay cho gõ nha. Đó, lên ga đóng mè bóp vú giật. Ghê lắm anh em ơi, nó gầm hú ghê lắm. Rất là mạnh nha. Đây công tắc nằm đây nè. Con này thì với con này nè, hai con này là phát cước ok nè. Cái tay cầm của nó thì nó có bị chốc một lỗ cái da nha. Cái da tay cầm nè, chốc cái lỗ da tay cầm. Rồi này may thay cái tay mới luôn tính đây. Lấy cái tay ghim của nó gắn qua tính đây. Nó bị bể hết rồi. Một rồi. Rồi, con máy 24cc, nòng 33 ly, ký hiệu là Q12. Q12. Thường ngày bán 2 triệu, bữa nay bán 1 triệu 8 luôn. Đó, cuối cùng là con là siêu phát cước. Austin. Đó, đến từ thương hiệu của Austin ha. Đó. Cái anh này là phải nói là hàng khủng. Hành trình bích tông của anh nè, nó dài hơn ai hết trơn á. Nên anh này siêu mạnh. Thương hiệu này là thương hiệu của máy cưa nè. Máy cưa cây mình á, cô chú anh chị. Máy cưa cây mình là thương hiệu này là đỉnh nhất nè. Nòng 34 ly không? Này, con này 26cc. Nòng 34 ly. Đó, cây cần là ghim luôn nè. Xanh đọc chuối à, màu xanh đọc chuối, cái đầu bò này cũng xanh đọc chuối luôn nè. Đó, ghim nguyên con theo con nó luôn ha.
đó, 26cc nồng 34 ly. Đó, cái chất máy em thấy nó hơi cũ cũ, nhưng mà thật sự là đồ của nó là còn cứng khừ luôn ha. Bảo đảm luôn, anh nào mà không chê máy hơi cũ cũ, chơi mấy con này là tới công chuyện nè. Anh nào không chê máy cũ thì chơi con này là được nè anh em. Tại bữa nay em giảm rẻ nè, thường thường con này là nó tới 2 triệu mấy lận. Nếu mà con này ít tin này nè, 26cc, con này mà nó đẹp là bán cỡ 2 triệu 2 đó. Bữa nay bán 1 triệu 9 luôn. Nè, nghe cho anh em nghe cái tiếng máy nè. Nghe nó gầm hú, nghe nó ghê không anh em? Đó, công tắc nó làm lạ hàng ta. Tắt chọc nhãn hông. Đó, rồi con Xtin cuối cùng này là giá 1 triệu 9 nha. Q13. $1,900. Đó, rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Cô chú anh chị em thấy em bán máy mà giá là thấy có hợp lý thì cho em xin một cái đăng ký kênh, một like và một cái chia sẻ cho em nha. Rồi em cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.